Thưa quý vị, huy động sự vào cuộc của toàn dân, kiểm soát phòng chống COVID-19 đồng bộ cả vòng ngoài lẫn vòng trong. Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 2 tháng 7 nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đến tối qua ngày 2 tháng 7, các lực lượng chức năng, ngành y tế các địa phương tiếp tục khẩn trương truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến những chuỗi lây nhiễm mới, gồm khu vực Tam Giác, đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê, khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, cùng các hộ dân lân cận, kiệt 143/1 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, nơi vừa phát hiện 3 trường hợp mẹ con dương tính COVID-19. Tính chung, ngành y tế thành phố đã xét nghiệm 7.064 lượt người liên quan đến các chuỗi lây nhiễm mới. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đã cách ly tập trung 28 người về từ vùng dịch. Về các chốt kiểm dịch, đã kiện toàn lại tổ chức nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả. Qua đó, các chốt đã dừng và kiểm tra hàng ngàn lượt phương tiện, yêu cầu quay đầu xe 4 trường hợp. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương nỗ lực của các ngành chức năng, đơn vị, các địa phương thời gian qua, nhất là việc ứng biến linh hoạt và kịp thời với các chuỗi lây nhiễm mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cần tiếp tục kiểm soát dịch một cách đồng bộ, từ vòng ngoài cho đến vòng trong, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, đưa công tác phòng chống dịch COVID-19 trở thành nhiệm vụ toàn dân. Đối với các khu phong tỏa, khu cách ly, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh. Tại các cái khu phong tỏa cách ly, thì nhất là đối với khu phong tỏa đó, thì cũng thống nhất theo cái đề xuất của Thanh Khê, giao cho Thanh Khê chủ động để mà khoanh vùng cho nó phù hợp tại các cái địa điểm, rồi thống nhất cái và tiến hành xét nghiệm đối với lại cứ 3 ngày một lần đối với lại cái khu mới khu 143/1 ấy của Điện Biên Phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố các đối tượng được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19. Về vấn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cần phải ưu tiên thực hiện cách ly 21 ngày với trường hợp học sinh trong khu cách ly phong tỏa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị xem xét có hình thức tuyên dương khen thưởng với những người dân phát hiện tố cáo các trường hợp nhập cảnh trái phép ở địa phương.